Xin chào mọi người, hôm nay sẽ là một cái phiên tổng hợp rất là nhiều giống lan kiếm để các bác anh chị chúng ta có thể là sưu tầm nhé mọi người. Thì mọi người có thể là theo dõi để đặt mua trong clip này luôn ha. Thì đầu tiên thì em xin giới thiệu mọi người, đó chính là cái cây kiếm vị hoàng mọi người nha. Thì mọi người có thể thấy nó là một cái cây kiếm đột biến rất là đẹp luôn, hoa cánh vàng ươm ha, mũi vàng cùng với đó là lưỡi kiểu chấm lưỡi trắng chấm đỏ 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 rất đặc trưng nè, và cái vòi hoa sai cực kỳ luôn, thân lá cũng đẹp nữa mọi người. Hôm nay thì em đang có hai tép vị hoàng có thể tách ra chia sẻ mọi người nhé. Thứ nhất là tép này nè. Đó, rồi và thứ hai là tép này. Rồi giá mỗi tép là 1,2 triệu mọi người nhé. Tất nhiên là lá láng đẹp. Rồi các bác anh chị có nhu cầu muốn sưu tầm kiếm vị hoàng, cây kiếm có nguồn gốc từ đất Thành Nam xưa ha, hay còn gọi cái vùng đất Nam Định ngày nay á. Đó. Rồi đây, giá là 1,2 triệu một tép mọi người nhé. Vị hoàng thì thân lá nói chung rất là đẹp luôn. Lá láng cón ha. Rồi, vị hoàng. Tiếp theo là sang cái cây kiếm có tên gọi là kiếm xanh Huế mọi người nha. Hôm nay thì em đang có một thân một măng đây. Xanh Huế, đó, đang lên một măng nè mọi người. Rồi, cái tép này, cái dê này á, thì có giá là 5 triệu mọi người nha. 5 triệu cho cái thân xanh Huế. Và mọi người muốn biết cái mặt hoa xanh Huế nó ra sao thì đây, ở trong vườn em đang có xanh Huế nở hoa đây. Quay mọi người ngắm luôn. 5 cánh vàng, lưỡi trắng nha mọi người. Đó. Thằng này thì do cắt vòi để làm mầm gốc rồi, chứ không nếu mà để dài thì nó cái vòi hoa nó chi chít đà lắm. Rồi, xanh Huế mọi người nha. Đó. Tiếp theo nữa thì em có cây kiếm trắng Thái Nguyên mọi người nha. Trắng Thái Nguyên thì đây là một cái dê lớn nè, gồm hai thân, một thân, hai thân và một măng. Đó, cái dê này thì có giá là 450.000 nha mọi người, 450.000 cho một cái dê hai thân này. Trắng Thái Nguyên, một cái kiếm đột biến rất đẹp. Lá láng đẹp ha, hai thân nè. Rồi, mọi người lưu ý là mấy này mua thì em sẽ bóc ra nhé. Bởi vì cái mùa này là không thể nào gửi nguyên chậu được đâu. Bên bưu điện họ không có nhận hàng công kênh nên bắt buộc mình phải bóc ra mình gửi cho nó an toàn. Mà nói chung thì em cũng mới trồng thôi, nên là về cũng chẳng ảnh hưởng gì. Và các bác anh chị chịu khó trồng lại nha. Rồi, đó kiếm trắng Thái Nguyên. Tiếp theo là sang kiếm môi hồng Thái Nguyên mọi người nha. Môi hồng Thái Nguyên thì em có con tép đây. Thì đó, đang lên măng dưới đây nè. Rồi, lá láng đẹp. Rồi tép này thì có giá là 300.000 nhé mọi người, 300.000 cho tép môi hồng Thái Nguyên. Tiếp theo nữa là kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng. Đây, thằng này thì đang nhú cái giống như cái vòi hoa mọi người, về ngắm hoa chính chủ luôn nha. Rồi tép này giá 200.000 nha, 200.000 lá láng. Rồi về để các bác anh chị về người ta làm giống luôn, chơi ngắm hoa. Vàng cánh bầu Hải Phòng giá 200 thôi. Rồi tiếp theo nữa là em xin giới thiệu sang bên đây một cây kiếm quý mới xuất hiện thời gian gần đây trên thị trường, được rất nhiều anh em săn lùng nhé. Đó chính là kiếm hồng Lạng Sơn mọi người. Hôm nay thì em còn hai tép mà thằng này thì nói chung mới trồng thôi, mọi người mua thì em sẽ bóc ra nhé. Kiếm hồng Lạng Sơn thì phải nói là cho cái mặt hoa cực kỳ đẹp luôn, và mọi người lưu ý là cây mới xuất hiện nên là hiện tại số người có giống kiếm hồng Lạng Sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nha mọi người. Và giá trị hiện tại cũng đang khá là cao ha. Rồi một tép như vậy thì giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cho tép hồng Lạng Sơn. Vẫn còn trong mắt mầm ngoài vẫn còn đầy đủ mọi người nha. Đây tép này cũng vậy. Hoa cây nói chung cây nở hoa tại vườn rồi, chính chủ rồi, nên mọi người yên tâm chuẩn cây giống nha. Hồng Lạng Sơn, rồi em có hai tép, mỗi tép giá 2 triệu. Tiếp theo là cây kiếm Thảo My mọi người nha. Thảo My đây. Đây là một cái cây kiếm lưỡi bệt mọi người. Lưỡi bệt. Thằng này thì nó cũng nở khá là lâu rồi. Có một số bông nở khá lâu. Nó nhìn giờ nó không đẹp bằng cái lúc mới nở. Lúc mới nở đẹp lắm. Nhưng mà nhìn sơ vậy là mọi người cũng đủ thấy được cái nét rực rỡ. Cũng như là cái độ sai hoa cực kỳ của cây kiếm Thảo My rồi ha. Rồi, kiếm Thảo My thì có giá là 1,7 triệu một tép nha mọi người, 1,7 triệu một tép. Hiện tại thì em chỉ còn 3 tép đây. Đó, rồi, còn 3 tép này rồi nha. Đang hoa luôn nha mọi người. Rồi, 1,7 triệu tép kiếm Thảo My. Và tiếp theo nữa là một cái siêu phẩm kiếm phải nói là ai ngắm hoa một lần cũng đều mê hết mọi người, ước mơ cũng rất nhiều người. Đó, và cây kiếm có tên gọi là kiếm Đỏ Mỹ, và mọi người cùng với em chúng ta xem Đỏ Mỹ nó nở hoa sẽ đặc biệt như thế nào nha. Mọi người có thể thấy là cái thằng này trồng chăm sóc lúc mà nó nhiều thân nhiều lá, nhìn cái cảm giác thân lá nó rất đẹp nha. Và nó sau khi đó thì nó sẽ nở hoa và cái vòi hoa cực kỳ sai bông luôn. Cùng với đó là cái màu hoa đỏ nó khác biệt, không giống với bất cứ cái cây hoa đỏ nào mọi người. Nó gọi là đẹp nhất trong số tất cả những cái cây kiếm mà đột biến hoa đỏ đó. Rồi
đỏ chi chít, nói chung ngắm hoa phát là mọi người nhìn thấy ghiền ngay. Rồi hôm nay thì em còn hai tép đây, giá 1,6 triệu một tép nha mọi người, đỏ Mỹ 1,6 triệu một tép nha. Đây cái này thì nguồn gốc là ngày xưa được một kiếm thủ mang về từ Mỹ mọi người, và hiện nay thì hầu như cái cây đỏ Mỹ này phải nói rất nổi tiếng trong giới chơi lan kiếm, hầu như ai cũng mong muốn mơ ước là sưu tầm lấy thân về nha. Rồi kiếm đỏ Mỹ bán nay chưa có, ta sưu tầm giống nha. Đó. Rồi để em xem còn cái gì giới thiệu nốt với mọi người luôn. À có một cây kiếm nữa, cây này mọc nằm hơi xa, chờ em tí nha. Chung là kiếm xếp khá là nhiều cây nên là nhiều khi lấy ra nó cũng vướng nhau mà. Rồi cái kiếm trước mặt mọi người đây thì cây kiếm có tên gọi là kiếm semi gem nhé mọi người, hay tên em tự đặt là kiếm ngọc bích nha. Đây em có một cái thân rất là đẹp này, thân thủ mọi người nhìn côn đã nha. Rồi cái tém này giá 800.000 nhé mọi người, và cái mặt hoa thì em sẽ chen trong clip luôn để mọi người cùng ngắm. Hoa thì đẹp khỏi phải nói, đầu lưỡi hồng hồng đỏ đỏ, cùng với đó cánh vàng, lưỡi trắng rất đẹp. Rồi thân quan trọng là cái thân thủ mọi người, được cái tép này nó đẹp nè, thân thủ đẹp mềm mẫn luôn. Rồi rồi tiếp theo nữa thì em có một cái tép kiếm đột biến splash nữa mọi người, và đây cái tép tiếp theo nha. Tép này thì có tên gọi là splash sinto mọi người nha. Splash sinto nó là một cây kiếm đột biến rừng Thái mọi người nha. Hoa rất đẹp luôn. Đây thì em mọi người mua em sẽ tách cái tép tơ tít này ra gửi cho mọi người nha. Đây la láng đẹp mọi người nha. Rồi splash sinto mọi người nhé. Rồi tạm nay tạm thời nhiêu đó thôi mọi người. Rồi các bác anh chị có nhu cầu muốn sưu tầm loại nào cứ liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề là được nha. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ạ.